Ngọc Diệp xin mến gửi lời chào đến toàn bộ quý vị khán thính giả cũng như các bạn đang theo dõi trên kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay sẽ là tập tiếp theo của bộ truyện Dục Vọng Đàn Bà và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Anh... anh đã làm gì anh ấy hả? Ly tức giận gào vào ống nghe của điện thoại, mặc dù cô chẳng kiếm được mà hỏi anh ta. Nhưng trong đầu đã sớm hiện lên đáp án rồi. Liên tưởng đến tiêu đề bài báo khi nãy mà cô đọc được, hẳn là tất cả đều do so bách sắp xếp. Anh ta đẩy trường thạch vào huyện tâm thần, trói bọc hắn trong cái nơi kinh khủng ấy. Một chiều này của Bách có thể nói là đã chặn hoàn toàn đường lui của Trường Thạch. Giờ thì Trường Thạch có nói gì đi chăng nữa, người ta cũng chỉ coi hắn là một kẻ điên ngay từ đầu, Bách đã có tính toán rồi. Có lẽ việc này chỉ xảy ra sớm hơn dự tính của anh ta mà thôi. Anh đã nhắc em trước rồi mà. Chẳng phải anh đã nhờ tên Evan kia chuyển lời tới em sao? Anh đoán là em cũng nghe thấy nhỉ? Em đã đứng ngay sau cánh cửa đó mà. Bách lười biếng trả lời, kể lại chuyện đã xảy ra lúc đêm qua mà anh ta đã biết rõ ràng. Mục đích muốn cho Ly biết rằng anh ta chẳng thèm động đến cô, rằng anh ta đã cho cô một cơ hội. Ly run lên, vừa vì sợ hãi sự tàn độc của Bách, vừa vì giận chính mình. Cô muốn giúp Trường Thạch, nhưng thực chất lại chẳng hề làm gì ngoài chạy trốn tới đây, ở trong nhà Evan chờ đợi sự bảo vệ. Bách nói chẳng sai, cô đã có cơ hội để cứu được Trường Thạch khỏi kế hoạch của Bách. Đáng ra cô nên nghe lời anh ta, trở về, như vậy có lẽ Trường Thạch có thể an toàn rời khỏi căn nhà đó. Trong phút chốc, Ly bị những lời nói nhàn nhạt, nhạt của Bách buộc tội, Đầu óc cô quay mòng mòng vì vô vàn những lời tự trách đang giống lên trong não bộ. Ly cảm giác như trước mắt mình đã tối sầm lại. Hai mắt cô đỏ rát, một đêm không ngủ đã khiến nó sưng lên và giờ thì nước mắt lưng tròng càng làm cho đôi mắt thêm đau xót. Cô không muốn khóc nhưng lại không kìm được nước mắt mình rơi xuống. Tất cả những gì cô có thể làm vào lúc này là cầu xin bách. Thả anh ấy ra, xin anh đấy. Ly thi thầm vào điện thoại. Dù đã cố kìm nén tiếng nước nghẹn ngào, nhưng Bách vẫn nghe thấy âm điệu nức nở từ cổ họng cô. Anh tay mím môi cười đầy đắc ý. Anh biết, em biết anh muốn gì mà, phải không? Lý im lặng một hồi lâu, cô thật sự phải quay về bên Bách ư, là một con rối bên cạnh anh ta cả đời. Nếu như việc này có thể cứu được Bách khỏi cái nhà giam kinh khủng đó, vậy thì nó xứng đáng. Được, tôi sẽ quay về với anh, nhưng hãy thả anh ấy ra tôi chờ sự phối hợp của em nhé. Bách nói, không giấu được vẻ vui sướng, anh ta thả ra một tiếng cười hoành hoang rồi cúp máy. Ly run rẩy nhìn vào bài báo trên màn hình điện thoại, nó còn chưa bị tắt đi. Trên màn hình đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt, Ly vội vàng tay quyệt đi. Màn hình cảm ứng khiến bài báo bị kéo xuống một đoạn dài, mắt cô đã nhòe đến mức không thể đọc được chữ nữa. Những hình ảnh thì có thể thấy rất rõ ràng. Trong ảnh, Trường Thạch bị vai người đàn ông cao lớn trói chặt lại bằng mấy mảnh vải trắng, dường như hắn đã bất tỉnh, bị khiêng ra khỏi nhà. Trái tim cô nảy lên, lồng ngực truyền đến cảm giác đau xót và nhức nhối, cứ như thể có một mũi rùi sắt đang khoan sâu vào trong đó, giày vò cô, khiến cô muốn khóc nước lên. Chính là cô, phải rồi, chính vì sự hèn nhát của cô mà Trường Thạch mới gặp chuyện như vậy. Đáng ra, cô không nên nghe lời của hắn, tự lừa gạt bản thân mình rằng mình đã có thể dũng cảm. Khóc đến khi hai mắt vốn đã đỏ rồi lại giờ còn sưng húp lên, đến khi nước mắt chẳng còn để rơi xa nữa. Cô hít một hơi sâu, giúp bản thân bình tĩnh lại một chút. Lúc này không phải là lúc để cô cuống quýt lên hay là tiếp tục hẹn nhát. Cô phải ra quyết định thôi, Bách đã nói sẽ thả trường thạch, chỉ cần cô quay về. Evan chạy cả một buổi sáng chỉ để hoàn thành tất cả các thủ tục, tìm xem trường thạch đã giấu cái gì bên trong kết bạc gã chẳng có một chút thời gian rảnh rỗi nào để thở, chứ đừng nói là chuyện lên mạng vào xem tin tức. Nhân viên dẫn gã vào trong hầm chữa két, rồi để lại gã đứng trước mặt két bạc có chứa khóa xoay và đánh thố, đánh số theo thứ tự. Gã không muốn phí thời gian để mà suy nghĩ, ngay lập tức xoay mật khẩu, mở cửa két sắt kia ra. Bên trong két sắt chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa nhỏ xíu bằng sắt, gã hơi sừng sốt nhưng rồi nhanh chóng túm lấy nó và nhét vào trong túi áo của mình, sau đó rời khỏi tầm chứa. Trong ngân hàng rộ lên những tiếng xì xầm, Evan không để ý tới. Gã nhanh chóng đến quầy thủ tục để xử lý nốt giấy tờ và khóa kết lại. Cô nàng nhân viên ngân hàng lén liếc nhìn gã vài cái, rồi sợ như gã chú ý đến, cô ta lại cúi đầu né tránh. Evan cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc này, gã mới để ý tới những tiếng ồn ào bên trong ngân hàng gã ngoái đầu ra sau nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên màn hình TV được treo sát tường. Giống như Lý lúc đọc tin Trường Thạch bị tống vào trong dạy tâm thần, Evan trống mắt nhìn đoạn tin thời sự nhanh giữa buổi trưa kia, trong lòng thầm chửi rằng có chuyện gì không ổn. Gã ba chân bốn cảng phi về nhà, nhưng đã chẳng còn kịp nữa. Lý đã rời khỏi nhà của gã, để lại một tờ giấy với vài dòng ngắn ngủi siêu vẹo, nhòe nước. Evan bực bội vào đầu tóc, thở dài. Biết ngay mà. Cãi đạp vào cái ghế sofa, lực đạm mạnh đến mức cái ghế bị đẩy ra sau một quãng. Ly đứng trước cánh cổng sắt biệt thự, nơi mà cô đã dứt khoát rời khỏi vào đêm hôm qua, với ý nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại. Thế mà lúc này đây, cô lại đứng đó, bàn tay run lẩy bẩy ấn vào cái chuông cửa, tiếng chuông rè rè vang lên. Bách xuất hiện ngay sau đó, anh ta có vẻ như đã chờ cô từ rất lâu rồi vừa nhìn thấy ly trong mắt anh ta ánh lên tia thỏa mãn bách vươn tay ôm lấy eo cô cúi đầu muốn hôn cô một cái ly vội vàng né tránh điều đó khiến anh ta chẳng vui chút nào cha em chẳng biết phối hợp gì cả tôi hơi mệt ly chui ra khỏi cái ôm của bách trong đầu cô bây giờ chỉ có trường thạch cô không biết hắn ra sao có bị ai làm hại không có được ăn uống đầy đủ hay thậm chí là bị ép uống thuốc thần kinh vào ngày đó không? Nếu hắn bị ép buộc uống thuốc trong thời gian dài, chỉ sợ không có bệnh cũng sẽ trở nên điên loạn thật sự. Trường Thạch, anh ấy ở đâu? Đưa tôi đi gặp anh ấy. Trong viện tâm thần ấy, Bách nhún vai, xa vẻ đó là điều hiển nhiên. Em yên tâm, anh ta được người chăm sóc, ngày ba bữa rất đầy đủ. Lý cắn môi, cô phải cứu hắn ra khỏi đó. Tôi đã nghe lời anh, quay về đây rồi, anh mau thả anh ấy ra. Bách nhớ mày, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đều dạ. <cười> anh đâu có nói em về đây thì anh sẽ thả nó ngay lập tức. Anh, đồ khốn. Ly sừng sốt, anh ta đã lừa cô sao? Trong lúc hỗn loạn thế này, cô đã chẳng suy nghĩ thấu đáo, cứ thế mà bị anh ta lừa vào trong như vậy ư? Thế nhưng cô có làm được gì ngoài mở miệng ra chửi anh ta là thằng khốn? điều đó thì lại chẳng gây tổn hại gì cho anh ta cả. Lì dứt khoát đẩy Bách ra khỏi giường mình. Cô quay người lại định bỏ chạy khỏi đó. Bách không cho cô cơ hội tẩu thoát. Anh ta còm lưng bế ngang người cô lên, mặc cho cô dễ ruộng và chửi bới. Cứ thế vác cô vào trong nhà. Bách đưa cô vào phòng mình, ném cô xuống giường. Cả người Ly bị văng mạnh xuống, dù dưới lưng là điểm gối êm ả, à, nhưng đầu cô vẫn không cẩn thận mà bị cộc vào thành giường cô choáng váng ập đến làm cho đầu óc cô quay cuồng đảo loạn. Đợi đến khi tỉnh táo lại, cô lại bị bách trói chặt lại ở mấy miếng khăn lụa. Cả người cô bị anh ta quấn chặt như con sâu, cổ tay, cổ chân đều bị khóa cứng lại. Khốn kiếp, mau thả tôi ra. Lì gào lên, nhưng cho dù cô có dễ dụa như thế nào thì cũng chẳng thoát ra được. Khuôn ngực cô phập phồng, chửi bới liên tục và dễ dụa làm cô hít thở không thông cuối cùng cũng đuối sức nằm vật xuống giường. Em chẳng chạy được nữa đâu, anh cứ nghĩ em sẽ sát cánh bên anh cơ đấy. Nhưng không ngờ em lại yêu cái thằng ngu kia. Thế thì đành vậy, anh cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà đành trói em ở lại đây thôi. Bạch nói, anh ta tỏ vẻ đau lòng thương tiếc lắm. Cúi người xuống đặt lên chán ly một nụ hôn nhẹ. Ngoan ngoãn chờ anh, xong việc rồi, em về, anh về em sẽ được hưởng thụ xứng đáng. Anh ta nháy mắt với cô một cái, sau đó rời đi khỏi phòng. Tiếng khóa cửa lại lạch cạch vang lên. Ly mới đầu cố gắng tìm cách lan xuống khỏi giường, nhưng sau đó cô phát hiện ra, dù có lan được khỏi cái giường đó thì cô cũng chẳng thể đi đâu được. Tay chân cô bị bách trói chặt, cổ tay vặn vẹo quá đến mức đỏ cả lên. Ly nằm dưới sàn, im lặng rồi bật cười đầy chua chát. Hẳn là dùng lụa cơ đấy hắn ta còn sợ mình bị đau sao? Lì diễu cợt bản thân mình, cô không biết nên gọi cái tình cảm đáng sợ đó của Bách là may mắn hay là nỗi kinh hoàng. Lúc này cô chỉ biết cô và Trường Thạch thật sự đã xong rồi. Trường Thạch bị Bách tống vào viện tâm thần, tay chân cũng bị cung lại chẳng khác gì một tù nhân. Anh ta cố nhốt cô ở đây, toàn thân bất động như một phế nhân vô dụng. Họ đều đã thua trước màn đấu trí với Bách, họ chẳng còn gì nữa, không còn cơ hội chờ mình thậm chí ngay cả tự do cũng đã bị bắt triệt để tước đoạt đi mất rồi. Ly cứ nằm như thế cả một buổi sáng, chân tay không nhúc thích được, mà kể cả có thể cử động thì cô cũng không có sức lực, không muốn động đậy nữa. Cô nghĩ rằng giờ mình có làm gì thì cũng vô dụng. Vì thế, Ly nằm dài dưới sàn tay với chân bị trói bằng vải lụa, nằm lâu đến mức cả người tê cứng, nằm lâu đến mức ngủ gật lúc nào cũng không biết. Giữa trưa, Bách quay lại phòng với khay đồ ăn trên tay. Sau khi tống trường tạch vào trại tâm thần, anh ta đưa chiếc điện thoại cũ nát kia cho một người thợ sửa, yêu cầu mở nó bằng mọi giá. Anh ta tin rằng chỉ cần truy cập vào bộ nhớ đám mây của iPhone thì dù có chứ không có chiếc thẻ SIM, anh ta cũng có thể nắm giữ chứng cứ kia. Vì vậy chỉ cần nhanh chân hơn trường thạch và Evan, mọi chứng cứ đều sẽ bị anh ta xóa bỏ. Đến lúc đó thì chẳng có ai động được đến một sợi lông nào của anh ta nữa rồi. Đến lúc đó, Trường Thạch sẽ mãi mãi bị nhốt trong bốn bức tường của bệnh viện tâm thần. Tài sản nhà hắn đều thuộc về Bách. Với một cách danh chính nguồn thuận, Ly cũng sẽ phải ở bên cạnh anh ta, nửa bước cũng không rời. Điều đó khiến Bách trở nên vui vẻ hơn. Vừa bước vào phòng, anh ta đã thấy Ly nằm quằn kèo dưới sàn. Bách vội vàng đặt khay đồ ăn lên bàn, cuối người bế Ly lên giường vừa cảm giác được có người chạm vào mình, Ly bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Khi nhận ra người kia là Bách chứ không phải là Trường Thạch hay Evan, cô tiếp tục sẽ nảy lên, vùng khỏi cái ôm của anh ta. Bách siết chặt vòng tay không để cô dễ khỏi mình. Thả tôi ra. Ly quẳng cho Bách một cái nhìn hàn học, vắt miền cô vẫn đỏ hồng. Bách để cô nằm trên giường, tay chân anh ta như cái kim sắt, thoát một cái đã đè rúi lên người cô, giữ chặt cô lại nếu em ngoan ngoãn ở đây thì anh sẽ thả em ra còn nếu em cứ tiếp tục thế này anh đảm bảo là ngay cả giường em cũng không được xuống đâu anh ta nghiến sang nói trên mặt là biểu cảm đe dọa dữ tợn ly nuốt nước bọt cái ực không vì thế mà sợ hãi bách cô trừng mắt nhìn anh ta cả hai cứ đấu mắt một hồi lâu cuối cùng người đầu hàng trước cũng vẫn là bách anh ta thở dài buông ly ra cô cũng biết điều mà nằm im trên giường của Hiểu lúc này mà đối đầu với Bách, người bị thương chính là cô mà rất có thể sẽ còn gây ảnh hưởng đến cả trường thạch. Ly cắn môi kiềm chế cơn giận và sự bốc đồng của mình, không ngừng tự trách bản thân mình sao mà quá ngu ngốc đến vậy, tự dưng quay về để rồi Bách bắt nhốt lại trong nhà. Bách đưa khai cơm tới trước mặt Ly, cô không nhúc nhích gì cả, chỉ liếc xuống đôi tay đang bị trói chặt của mình. Quên mất, vậy để anh đút cho em nhé. Bách cười khẽ, anh ta thật sự làm như vậy. Cầm thìa xúc một muỗng cơm lên, còn cẩn thận đặt lên trên đó một miếng thịt, đưa tới trước mặt ly. Cô ngoảnh đầu đi, ngay cả người một cái cũng không thèm. Bách nhín sang nhíu lợi để không tiếp tục nổi điên lên. Nếu em không ăn cơm thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện xa được khỏi đây. Nếu tôi ăn, anh sẽ cho tôi đến gặp Trường Thạch phải không? Ly đưa mắt nhìn Bách, trong mắt là sự quật cường, vừa có chút cầu xin. Bách chỉ muốn cô nghe lời mình, điều kiện gì anh ta cũng sẽ đáp ứng. Huống chỉ là hiện giờ Ly và Trường Thạch cũng đã như cá nằm trên thớt, để cả hai người gặp nhau cũng chẳng có vấn đề gì. Ừ, chỉ cần em ăn hết chỗ này, anh sẽ đưa em đi gặp anh ta. Ly dơ cổ tay đang bị trói lên. Cười ra, tôi tự ăn được. Bách Trần Trừ nhìn đôi tay bị trói mà đỏ ứng lên của Ly một chút, có vẻ như anh ta không có ý định muốn cởi nó ra, bởi anh ta còn muốn lợi dụng chuyện này mà đút cơm cho cô ăn anh còn sợ tôi chạy được sao? Anh đã nói sẽ cho tôi gặp anh ấy, tôi sẽ không chạy. Tôi không phải trẻ con nữa, làm phiền anh cười trói cho tôi. Ăn xong, anh có thể trói lại cho yên tâm cũng được. Ly lạnh nhạt nói, hai tay di đến trước mặt Bách, biểu thị rằng mình sẽ không nhượng bộ nữa. Bách chẳng có lý do gì để níu kéo, anh ta đang tháo dây trói lụa ra cho Ly. Ngay cả khi được vượt, ngay khi vừa được thả ra, cô đã vội vàng vô lấy khay cơm tống tất cả vào miệng, phồng má trợn mắt lên mà nhai nuốt. Chồng cô cứ như là kẻ chết đói mấy ngày trời không được miếng cơm nào vào bụng vậy. Nhồi nhét đầy miệng đến mức bách có cảm tưởng, đôi má kia căng phồng đến mức sắp vỡ tung ra. Ăn từ từ thôi. Anh ta nói, lấy một cốc nước đưa cho Ly. Ly đón lấy cốc nước, uống một ngụm thật to, để toàn bộ thức ăn xuống dạ dày mà chẳng thèm nhai nữa. Cứ như vậy, chưa đầy 5 phút sau, tất cả thức ăn trên khay đã sạch bách, không còn miếng nào. Đưa tôi đến gặp anh ấy. Ly nói, lồng ngực nghẹn tức vì nuốt vội thức ăn. Bách hết cách với cô. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại là người cứng đầu đến thế. Trước khi anh ta lừa cả cô cho trưởng thạch, khoảng thời gian đó tạm được coi là lúc hai người họ còn yêu. Ly luôn là một cô gái dịu dàng, mềm mỏng, hiểu chuyện. Mặc dù đôi lúc cô hay đòi hỏi thứ này thứ kia, nhưng lại vô cùng tinh tế, đến mức chính anh ta cũng không thể kìm lòng được mà phải mua cho cô. Anh ta chưa bao giờ thấy được dáng vẻ quyết làm việc gì đến cùng của Ly, thậm chí là có thể vì thứ gì đó mà bán mạng như thế này. Điều này càng làm anh ta cảm thấy Khèn tị với trưởng thạch, bởi nguyên nhân để Ly liều mình nhồi nhét hết cả khay cơm đầy như thế lại là hắn. Thế nhưng, Bách không thể từ chối yêu cầu đó của cô, anh ta đã hứa rồi muốn cô không làm loạn nữa anh ta chẳng còn cách nào khác ngoài đáp ứng ly đưa cô đến gặp trường thạch rồi sẽ đưa em đi anh đi lấy quần áo cho em nhé cô không sợ rằng tên khốn này lại lần lọng thêm một lần nữa để anh ta đi ra khỏi cửa một mình ai biết được anh ta có xoay khóa cửa lại không mặc thế này là được ly sốt sáng túm lấy anh ta muốn chạy theo em định mặc bộ đồ dính đầy cơm canh này đi gặp hắn sao Bách chua chát nói với vẻ mỉa mai, không rõ là đang giễu cợt cô hay là giễu cợt chính mình. Ly cúi đầu xuống nhìn bộ đồ của mình, quả thật là nó bẩn thật. Cô đã vội vàng vừa vét thức ăn nhét vào miệng để rơi cả nước canh xuống đầy áo. Trên áo có dính cả nước sốt thịt và đầy mùi thức ăn hỗn tạp. Ly bẩn thần một lúc lâu rồi vẫn không buông tha khỏi áo Bách. Đưa em đi lấy áo luôn được không? Bách chào thua. Anh ta chọn cách thỏa hiệp với Ly, cả hai sát nhau ra khỏi phòng ngủ của Bách. Evan tìm được đến bệnh viện tâm thần, nơi trường thạch bị nhốt ở đó. Nguyên một tầng bệnh được Bách bao chọn chỉ để dành cho trường thạch. Trước thang máy và trước cửa phòng bệnh đều có người đứng canh. Evan tập thò ở cầu thang bộ, hoàn toàn không tìm cách nào để vào phòng bệnh của trường thạch. Gã bực bội ở đầu cầu thang hồi lâu quan sát, cuối cùng cũng tìm ra được một cách cứ khoảng 2 tiếng một lần sẽ có bác sĩ đi vào phòng bệnh để kiểm tra. Số của thang máy luôn dừng ở tầng 5 và tầng 8. Evan xuống tầng 5, kiếm một bộ đồ bác sĩ, đeo khẩu trang kín mít, rồi chờ sẵn ở cửa thang máy. Khi có bác sĩ tới, gã đập ngất tay bác sĩ, đem anh ta giấu đi. Còn mình thì thay thế tay bác sĩ đó đi lên tầng 8. Evan trót lọt qua được tầng bảo vệ, tiếp cận được trường thạch. Vừa vào đến phòng bệnh, gã đột nhiên có một chút cảm giác xúc động, không nói nên lời. Mặt mũi trường thạch đầy vết tím bầm, có lẽ là do đánh nhau với mấy tay bảo vệ ở ngoài kia. Hai tay hắn bị trói chặt bởi áo chuyên dụng dành cho bệnh nhân tâm thần. Chỉ có duy nhất một bàn tay được thò ra ngoài, đang cắm ống truyền dịch. Còn hắn thì đang mê màn bất tỉnh. Evan vỗ vỗ vào mặt hắn, Trường Thạch không tỉnh lại, gã bắt đầu lo lắng rằng thứ được truyền vào người Trường Thạch không phải nước muối bình thường mà là thuốc mê. Lướt nhìn cái bình truyền to đùng, gã không khỏi giật mình. Điên sao? Truyền thuốc lượng lớn như thế, không sốc sợ à? Một đám tàng, một đám tán tận lương tâm. Gã thì thầm cắt lên, đưa tay vạch mắt trường thạch để kiểm tra. Tay kia thì cẩn thận rút kim ra khỏi cổ tay trường thạch. Cơn đau truyền đến khiến trường thạch tỉnh lại, hình ảnh trước mắt mờ nhạt rồi dần dần rõ ràng. Tỉnh rồi, may quá, tôi còn tưởng người ta truyền thuốc ngủ cho cậu đấy. Evan thở phào, gã không người đỡ Trương Thạch ngồi dậy, cổ họng hắn đau buốt, không biết đã ngủ được bao lâu rồi. Hắn chỉ nhớ sáng nay có một đám người tự xưng là bác sĩ tâm thần xông vào phòng hắn, cưỡng chế đánh hắn ngất đi rồi vác hắn tới đây. Evan đưa cho Trường Thạch xem bài báo trên mục tin nóng, tóm tắt sơ lược tình hình cho hắn. Trương Thạch gật gù, quả nhiên là chiêu cho cô bác, có điều hắn thế này vẫn còn khá ổn. Không đâu, Thằng nhóc đó thằng nhóc đó lợi dụng chuyện này, tóm được Ly về rồi, hắn là sẽ nhốt cô ấy trong nhà. Tìm trường thầy xiết lại, hắn hao thâm tổn sức để đưa cô ra khỏi nhà, giữ cô tránh xa khỏi những chuyện này, thế mà cô lại cứ muốn nhà về để làm gì. Cô ấy sao rồi? Không biết, tôi đến ngân hàng, về nhà thì cô ấy đi rồi. Evan nhún vai, đừng nói chuyện này nữa, tôi đưa cậu ra khỏi đây, tôi đã mở được két của cậu rồi, bên trong có một cái chìa khóa. Trường Thạch dường như nhớ ra được điều gì đó, hắn hiếp mắt suy nghĩ, trong khi even thì lại gấp hơn cả. Gã không có nhiều thời gian, bác sĩ vào phòng kiểm tra chỉ nhiều lắm là 15 phút, nếu ở lâu hơn, mấy tên bảo vệ ở bên ngoài sẽ suy nghi. Evan định cõng Trường Thạch lên thì lại bị hắn đẩy ra, gã sửng sốt một hồi lâu. Không cần, cứ để tôi ở đây. Điên á? À? Ở đây lâu ngày, không có bệnh cũng sẽ thành có bệnh, làm sao biết được mấy tay bác sĩ kia tiêm gì cho cậu không? Trường Thành lắc đầu. Không sao, tôi đây càng tiện cho mọi người hành động. Chìa khóa kia cậu tìm cách đưa cho Ly, bảo cô ấy tìm một ngàn tủ bị khóa trong phòng tôi, sau đó có chứng cứ biển thủ tiền công ty của bác. Cậu nhớ lại rồi á? Evan ngạc nhiên, gã không nghĩ đến Trường Thạch lại nhớ nhanh như thế. Chính Trường Thạch cũng bất ngờ về ký ức này. Sau khi nói xong một lèo, hắn mới ý thức được những gì mình vừa nói ra. Hóa ra là vậy, hắn giấu bằng chứng cứ trong chính căn phòng của mình. Bách có nghĩ một nghìn lần, một vạn lần cũng không ra được. Ừ, nhớ lại hết rồi. Trường Thạch nói, tất cả ký ức cùng một lúc ùa về như thác đổ. Kể cả chuyện bố mẹ mình chết như thế nào, tai nạn ấy bất ngờ ra sao. Mọi thứ đều rõ ràng như một thước phim được chiếu lại trước mắt. Nó sẽ phải hối hận hắn cuột chặt bàn tay lại, vết kim tiêm từ cổ tay nhức nối và úa máu. Cùng lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Trường Thạch và Evan đều nín lặng chờ người sắp tới. Evan cúi đầu, kéo khẩu trai lên bịt mặt mình, còn Trường Thạch thì vội vàng nằm xuống giường, giả bộ như chưa tỉnh. Trong lòng cả hai đều có chút căng thẳng, Trường Thạch không muốn rời khỏi đây quá sớm vì kế hoạch vừa vạch ra, nhưng nếu bị nhưng nếu Evan bị lộ, có lẽ hắn sẽ phải cùng Evan bỏ trốn. Cửa phòng bệnh vừa bật mở, tiếng bước chân dồn dập kia lại dừng lại. Evan khẽ lướt mắt nhìn ra ngoài cửa xem người tới là ai. Lê đứng ở cửa xa vào, sau lưng cô là bách. Cô không thể nhấc chân bước vào trong phòng bệnh được. Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy rất rõ trường thạch với gương mặt đầy vết tím bầm. Một bộ quần áo bệnh nhân màu nhĩ. Hai tay bị khóa chặt trong miếng vải quấn dành cho người điên. Ly mím chặt môi, nghẹn ngào và xót xa khi thấy hắn nằm yên lên giường bệnh, hai mắt nhắm lại, dường như là đang ngủ. Những ý nghĩ rằng chuyện đang xảy ra trước đây đều là do mình. Cô tiếp tục tự trách bản thân, hai chân cứng đờ đứng lại giữa ngưỡng cửa, muốn tiến vào trong mà lại không có can đảm chạy đến bên trường thạch. Anh có thể cho tôi một mình cạnh anh ấy được không? Ly quay đầu nhìn Bách, ánh mắt ướt sũng đầy vẻ buồn khổ. Bách gật đầu, anh ta tin rằng chỉ cần mình đứng ở ngay bên ngoài thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây là tầng 8, Ly và Trường Thạch muốn trốn, cũng chỉ có thể nhảy cửa sổ mà thôi. Trừ phi hai người mọc thêm cánh và biết bay, nếu không thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi thiên la địa võng mà anh ta đã bày ra ở đây. Ly được sự cho phép của bác, cô cúi đầu chậm rãi bước vào phòng bệnh, đóng cửa lại. Lúc này Evan mới ngẩng đầu lên nhìn cô, Ly còn chưa nhận ra ánh mắt của gã, Evan thở dài, bước tới kéo ly về phía mình. Tôi đã bảo cô ở nhà thì không nghe, giờ thì hay rồi, thằng nhóc đó tóm được cô gì đấy, phiền phức bao nhiêu. Evan ấn ly ngồi xuống chiếc ghế dựa ở gần đó, rồi đẩy ghế sát ra cạnh giường. Ly biết mình sai, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, cô muốn chạm vào tay trường thạch, lại phát hiện ra cổ tay hắn nhúm máu. Màu đỏ đã xây đầy ra ống tay áo và cả chăn, Ly hoảng hốt sụt tay về, bất chợt bị trường thạch đảo tay nắm lấy. Đừng mắng cô ấy, về căn nhà đó cũng tốt, có thể phối hợp kế hoạch vừa rồi mà. Trường Thạch mở mắt, khàn giọng nói với Evan. Ly sừng sốt, cô cứ nghĩ Trường Thạch đã hôn mê, điều đó càng khiến cô đau lòng chết đi được, thế mà hắn lại tỉnh. Anh tỉnh rồi, họ có làm gì anh không? Ly trồm người lên, muốn xem xét vết thương của Trường Thạch. Hắn chỉ lắc đầu, ấn cô ngồi lẹ xuống ghế. Không sao cả, tí thương tích này có đáng là bao đâu chỉ được cái mạnh mồm. Evan bực mình. Ai mà biết được người ta có tiêm cái gì cho cậu không? Evan thao thao bất tuyệt, xa vẻ hờn rỗi, bị Trường Thạch đánh mắt lườm cho một cái, gã đành phải cầm nín. Lý nghe được nửa vời, cô chẳng biết được thực hư ra sao, những lời Evan nói càng làm tâm tình cô rối loạn như ma. Tôi, tôi xin lỗi, đều tại tôi cả. Không phải tại em, chuyện này tôi đều tính trước cả rồi, bách sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. trường thạch an ủi nhưng mấy câu của hắn dường như chẳng có mấy tác dụng. giọt mắt, giọt nước mắt to bằng hạt đậu vẫn ứa ra dưới mắt của ly. rớt xuống tay hắn. trường thạch muốn vươn tay lò nước mắt cho ly nhưng tình cảm hiện tại của hắn thì ngay cả ngồi dậy cũng không nổi. hai tay hắn bị cuốn chặt lấy người rồi. trường thạch thở dài lại đưa mắt nhìn evan. evan hiểu ý, không hề tự nguyện bước đến đỡ trường thạch ngồi dậy. Trường Thạch chỉ có thể dùng bàn tay mình cầm lấy tay Ly, cố gắng sức kéo cô vào lòng mình để cô dựa lên vai mình. Được rồi, đừng khóc. Thật ra tôi ở lại trong này cũng có lợi đấy. Ly sụt sùi, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chùi sảy lên áo Trường Thạch. Hắn cũng không hề chê bẩn. Chỉ có Evan chứng kiến cái cảnh mùi mẫn này là cảm thấy lạnh sống lưng, sờn xa gà, gã dùng mình một cái. Có gì mà lợi chứ? Mặt anh cũng bị đánh đến tím cả vào, nếu Evan nói là thật, nhớ anh bị cho uống thuốc gì đó hay tiêm bừa cái gì đó. Không có, họ không tiêm gì cho tôi cả, đừng nghĩ lung tung. Ly dầu dĩ gật đầu, hắn nói thế nào thì cô cũng không tin nổi, gương mặt vẫn ủi sột như cũ. Trường Thạch chẳng biết nên an ủi như thế nào nữa. Được rồi mà, nếu em thấy ái náy vậy thì hãy giúp tôi hoàn thành nốt nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đi. Trường Thạch nháy mắt với Ly, trong khi cô mở to mắt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Việc vừa quan trọng gì? Trang Thạch lần thứ ba liếc nhìn Evan, gã vẫn vô cùng nhẫn nhịn, cẩn thận mói chiếc chìa khóa nhỏ trong túi áo đưa cho Ly. Còn nhớ cái ngăn tủ mà tôi từng yêu cầu em đụng, đừng mở ra đúng không? Là cái ngăn tủ mở ra thì sẽ có mai đó. Ly ngẫm nghĩ một chút rồi nhớ lại cái đếm Trang Thạch mò mẫm tìm đồ để sơ cứu bồi trò phết bỏng của mình nhớ cả lúc hắn giống lên rằng trong tủ chỉ có ma. Đúng, trong đó có chứa hồ sơ và một vài bằng chứng chứng minh bách biển thủ tài sản công ty của bố tôi. Năm đó cũng vì đóng hồ sơ này bị lộ mà nó muốn mới muốn giết người diệt khẩu. Đêm nay em tìm cách đưa nó cho Evan, cậu ta sẽ cho em ở ngoài căn biệt thự. Chuyện còn lại thì cứ giao cho bọn tôi là được. Ly cầm chiếc chìa khóa trong tay, nó chỉ là một màu sắc nhỏ xíu, cứng ngắc và lạnh lẽo đâm vào lòng bàn tay khiến cô phát đau, Ly mạnh mẽ gật đầu một cái. Lần này tôi sẽ không làm hỏng chuyện nữa đâu. Ừ, tôi tin em à. Trong khi Trường Thạch và Ly còn đang mải mê tình cảm với nhau thì Evan dán dính những người lên cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Ơi lang lại chuyển đến tiếng bước chân gấp gáp, có vẻ như tay bác sĩ kia sắp tỉnh lại rồi. Gã mà không chạy ngay bây giờ thì tất cả bọn họ đều sẽ bị tóm. Evan phi về phía sửa bệnh tôi bị phát hiện rồi, cái trốn đây. Có cách gì không? Evan vừa dứt lời, tiếng bước chân huyền huyệt vọng tới cả lớn hơn. Họ đều biết rằng những người ở bên ngoài cửa đang chạy về phía này, chuẩn bị bắt tại trận Evan rồi. Lì bối rối buông tay Trường Thạch ra, Trường Thạch lật người nằm xuống giường, tiếp tục xa vờ ngủ. Evan ngay lập tức kéo khẩu chân lên. Khi cả ba vừa kịp về vị trí thì cửa phòng bật mở, tay bác sĩ bị Evan đánh ngất xông vào trong, chỉ vào gã. Chính là anh ta, anh ta giả mạo tôi đấy. Tay bác sĩ gào lên, một tay còn đang ôm lấy cái đầu biên biêng choáng váng của mình. Bắt gã lại. Bách ngay lập tức thét ra một mệnh lệnh, đám vệ sĩ cao lớn xông lên, chuẩn bị túm lấy Evan. Lì cuống quyết nhìn tình hình rối loạn này, cô không kịp suy nghĩ nữa. Đột nhiên, ngã khụy xuống sàn, kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Thân thể quằn quại vặn vẹo như thể đang ôm nỗi khổ khủng khiếp lắm. Cô ôm lấy bụng mình, một tay túm lấy vạt áo bác sĩ của Evan. Đau quá, xin, xin anh hãy cứu tôi. Cô diễn sĩ như sắp khóc. Bách bị tình trạng bất ngờ của Ly làm cho phân tán. Anh ta nhào đến ôm lấy cô, đám vệ sĩ cũng không xông lên nữa mà về quanh họ. Lúc này, chẳng ai rảnh để chú ý tới tài bác sĩ bị đánh ngất kia. Evan ngồi xổm xuống, xà phờ bắt mạch, thăm khám, sờ nắn bụng của Ly một hồi, háng giọng rồi cất tiếng, khác hẳn so với giọng bình thường của mình có lẽ là đau dạ dày, cũng có thể là viêm dạ dày cấp tính, mau đưa xuống phòng cấp cứu, nếu chậm sẽ sẽ bị tụt huyết áp đấy. Gã hối hả nói, vùng tay lên, điều bộ gấp gáp như thể chuyện này cấp bách lắm rồi. Ly cắn môi đến mức sắp bật máu, chuyển sang tùm lấy áo của Bách với ánh mắt cầu cứu. Cô thở không xa hơi, thì thào với hắn. Tôi đau quá, cứu tôi, bụng, bụng tôi đau, đau quá. Ly vừa thì thào, vừa chảy cả nước mắt. Bách sốt ruột lại lo lắng. Anh ta hoàn toàn quên tiệt cái chuyện bắt kẻ xâm nhập vào phòng bệnh. Cuối người bế sốc ly lên, Bách hất đầu với đám vệ sĩ. Quay về vị trí, trông hắn cho kỹ vào. Mau mau mau. Evan sống to. Trợ giúp của Bách cùng anh ta đưa ly ra ngoài, cùng chạy xuống tầng cấp cứu. Khi xuống đến tầng cấp cứu, gã giống chống khua chiêng, kéo một loạt bác sĩ và y tế vào trong phòng cùng mình, rồi nhận cơ hội lần đi mất evan tháo bộ đồ bác sĩ và khẩu trang ném vào trong thùng rác rồi hòa vào với đám bệnh nhân đông đúc rời khỏi bệnh viện chuyện lần này khiến gã có cái nhìn khác về ly hóa xa cô cũng không hề vô dụng lắm thậm chí còn thông minh hơn gã nghĩ rất nhiều gã đã quá xem nhẹ cô rồi trong lòng evan vốn dĩ còn tồn tại nhiều lo lắng gã sợ rằng giao chìa khóa cho ly cũng vô dụng thế nhưng hiện tại hắn đã yên tâm hơn ly suy yếu nằm trên giường bệnh bác sĩ không tra ra được là cô bị làm sao bởi cô thừa ra chả bị gì cả bụng cô không hề đau trong lúc nước sôi lửa bỏng này ly đột nhiên cảm thấy thán phục tài diễn xuất của mình ghê gớm thế nhưng cũng có chuyện không được như ý cho lắm vì đây là bệnh viện tâm thần cho nên không có thiết bị chuyên môn họ không thể tra ra bệnh gì bác sĩ điều trị khuyên cô nên chuyển đến bệnh viện chuyên khoa để theo dõi bác cũng đồng ý anh ta phân phó người đi chuẩn bị xe Ly không thể nằm viện. Cô và Evan đã hiện nhau đêm nay sẽ gặp. Cô còn phải đưa bằng chứng cho gã nữa cơ mà. Cô phải thuyết phục Bách để được về nhà. Tôi không muốn đi viện. Để tôi về biệt thự được không? Ly suy yếu nói. Bách kiên quy lắc đầu. Anh ta dù làm rất nhiều chuyện xấu đối với cô, nhưng cảm xúc dành cho cô lại là thật. Vừa rồi Bách đúng là đã rất lo lắng. Trông thấy vẻ mặt nhợt nhạt, trắng bệch và đau đớn ấy của Ly, trái tim Bách như thét lại không được bác sĩ đã nói là em cần được theo dõi tôi thật sự hết đau bụng rồi mà ly ngồi dậy cô ngước đôi mắt cuốn con nhìn bách trông đầy ấm ức bách luôn không thể kháng cự được sự nai nỉ lầy của ly trước đây cô cũng từng đối với anh ta như vậy lúc mà hai người họ còn đang yêu nhau lần này anh ta không muốn nhượng bộ tất cả đều vì lo lắng cho sức khỏe của cô về nhà lại đau bụng nữa thì phải làm sao hả bách trứng mắt nhìn ly muốn dọa nạt lỡ như bị viêm dạ dày thì phải làm sao ly túm lấy tay hắn lắc nhẹ anh biết tôi ghét bệnh viện mà tôi không sao hết lúc nãy đã có thể là đau bụng do đến tháng ấy ly ngượng chín mặt lý nhi nói bách hắng giọng một cái anh ta không gặng hỏi cô nữa dù gì thì lý do này cũng quá hợp lý anh bắt ép cô được bách đành phải đồng ý đưa ly về nhà ly bên ngoài thì tỏ ra vui vẻ nhưng trong đầu bắt đầu suy mưu tính kế, nghĩ cách để bách không nhốt mình lại nữa. Đối với cô mà nói, việc này khó ngang ngửa lên trời hay sao? Bách đưa Ly về căn biệt thự, cô ngồi im lặng trong xe, hoàn toàn không nghĩ ra cách gì để có thể lấy lại tự do cho mình. Bách đã mở cửa xuống xe được một lúc, anh ta đứng ở bên ngoài chờ đợi nhưng không thấy Ly bước xuống, cuối cùng đành phải mở cửa xe sau. Có làm gì mà chưa xuống, có cần anh bé em vào nhà nữa không? À? Bách khom lưng, chui nửa người vào trong xe, bày ra tư thế sẵn sàng chuẩn bị bế ly lên, lên. Tôi có thể đừng nhốt tôi vào căn phòng đó được không? Không nhốt em, để em bỏ chạy sao á? À? Bách nhướng mày đầy nghi hoặc, ly vội vàng lắc đầu. Tôi sẽ không bỏ đi, anh thấy đấy, tôi đã theo anh về đến tận đây rồi còn gì, nếu trốn ở bệnh viện, tôi đã trốn rồi. Bách chần chừ một chút ánh mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Anh ta cảm thấy có gì đó không đúng. Ly đột nhiên nghe lời đến như vậy, chắc là có vấn đề. Nếu cô định tiếp tục làm gì để trợ giúp cho Trường Thạch? Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, máu nóng trong người Bách đã sôi cả lên. Ly Thế Bách đang hít mắt nhìn mình thì có chút run sợ. Hai tay cô bám chặt lấy gấu áo, lòng bàn tay lạnh ngắt đầy tuôn đầy mồ hôi. Tôi sẽ không làm loạn nữa, xin anh đừng nhốt tôi lại, tôi rất sợ. Ly tiếp tục nói, cả người cô rùi lên bần bật, khẽ đưa tay ra chạm vào góc áo của anh ta để tìm kiếm sự đồng tình và thương cảm. Cô không dám hy vọng điều này ở Bách, nhưng biểu hiện của anh ta lúc ở bệnh viện, sự quan tâm thái quá ấy khiến cho nghĩ rằng Bách thật sự rất để ý đến mình. Có lẽ anh ta không quá xấu xa đến thế, hoặc là chỉ ít thì cô cũng có thể lợi dụng điều này. Cái chạm tay của Ly làm Bách sừng sốt. Từ lúc nào mà cô lại ỉ lại như thế, anh ta nên vui vì cô tìm đến mình làm chỗ dựa hay nên ngờ vực đoán xem cô đang nghĩ gì mới đúng đây anh ta đi anh ta đã bị cô lừa mấy lần rồi không phải sao trước mặt bách ly vẫn luôn thay đổi như trong chóng lúc thì nhẹ nhàng dịu dàng với anh ta đến lúc không cần nữa thì lại cự tuyệt lần này em lại muốn gì nữa đây bách xuân người áp lên người ly dồn cô đến cạnh ghế sau của xe ô tô anh ta chống hai tay lên Chặn hết lối đi của cô Buộc cô phải có thể nhìn mình Tạo một cảm giác áp bức khó chịu Tôi... tôi... Ly lấp bắp Mở to mắt nhìn vào Bách Anh ta đã nhìn thấu cô rồi Cô làm gì mới được Không nói được phải không Em tưởng anh không biết em muốn gì á Bách nhàn nhạt, nhạt nói Bóc mẽ từng ý định của cô Cho dù cô muốn làm gì đi nữa Thì cũng nhất định là để giúp Trường Thạch Lần này anh ta sẽ không để cô được như ý nữa càng yêu thì lại càng muốn chiếm đoạt vì không thể trói buộc trái tim cô ở cạnh mình anh ta sẽ nhốt cái thể xác này lại vậy bách không cho ly thời gian để nghĩ ra lời gì phản biện nữa anh ta mở cửa xe bên đó lôi cô ra khỏi xe mặc cho cô dễ thế nào cũng vác cô lên đưa vào trong nhà chưa đến 3 phút ly lại quay lại căn phòng đó bách ném cô lên giường ly ngay lập tức tỏ ra hoảng hốt thu người lại phía đầu giường, kéo chân lên, che kín người mình. Đôi mắt to tràn đầy ánh nước gương lên nhìn Bách đầy vẻ cầu xin. Bách không muốn ở đây quá lâu, anh thật sự rằng mình sẽ bị vẻ đẹp của Ly mê hoặc rồi lại để cô chạy mất. Đừng nghĩ đến việc lừa tôi nữa, em cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Bách lạnh nhạt nói rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Tiếng khóa cửa lại cạch lại vang lên, Ly thân thờ ngồi trên giường, cô đã thất bại rồi. Phải làm gì bây giờ? Lý buông tấm chăn xuống. Khi nãy cô thật sự có chút hoảng sợ, sợ rằng bác sẽ làm gì mình, cho nên mới chùm chăn kín mít như thế. Không ngờ anh ta lại chỉ nhốt cô ở đây mà thôi, không có ý định xâm phạm đến cô. Điều đó chứng tỏ anh ta vẫn còn e dè cảm xúc của cô, cô vẫn còn có cơ hội để thương lượng với anh ta. Lý có gối ngồi trên giường, chán nản nghĩ đến những phương án có thể xảy ra nếu như bác không chịu để cô được tự do trong căn nhà này. Nếu như cô không thể lấy được tập tài liệu kia cô, Trường Thạch và cả Evan đều xong đời. Ly cắn răng hạ quyết tâm, đợi bách quay trở lại một lần nữa. Cô thậm chí còn không dám cởi áo khoác ra, chỉ sợ mình sẽ làm rơi chiếc chìa khóa mỏng manh kia, ngay cả động vào nó cô cũng không dám. 10 giờ tối, Bách lại một lần nữa mang đồ ăn nhẹ tới cho Ly. Anh ta đã đích thân phục vụ cô suốt cả ngày hôm nay, từ bữa trưa cho đến bữa chiều, bữa tối, và giờ thì mang thêm một cốc sữa và ít hoa quả. Bạch để cái khay lên bàn, anh ta khá ngạc nhiên vì ngày hôm nay cô thật sự quá nghe lời. Bạch biết rằng cô có âm mưu, Ly không phải kiểu người sẽ bỏ cuộc xiết dàng như thế. Tuy nhiên, anh ta lại muốn xem cô định bày trò gì để qua mắt mình. Uống sữa đi, sẽ giúp em sẽ ngủ đấy. Bạch đưa cốc sữa đến miệng Ly, cô đón lấy chậm rãi uống hết sạch, không hề nói một câu gì. Từ trưa đến giờ, cô không hề mở miệng lấy một lần một chữ cũng không muốn nói cho anh ta nghe. Ly sữa để lại trong vòng sữa màu trắng trên miệng cô, trông như thể là cô màu sâu. Bách bật cười, anh ta dùng khăn giấy lo sạch nói cho cô, Ly cũng chẳng có phản ứng gì. Khi Bách lại một lần nữa chuẩn bị rời đi, Ly bỗng nhiên chụp lấy anh ta. Tôi đã nghe lời anh, tay cô vẫn đa run, Bách nhận ra là cô không hề ngừng run rẩy kể từ khi vừa về đến nhà. Anh thật giật mình, không phải vì lời cô nói mà là vì cơ thể nóng rực như bị hút lửa của Ly. Bách vội vàng đặt cái khăn xuống bàn, đưa tay lên sờ chán Ly. Trên chán cô hơi ấm, anh ta có thể cảm thấy sự run rẩy của cô ngay cả khi chỉ đặt tay lên chán. Em ốm rồi, sao thế này? bạch nói bắt đầu lo lắng, anh ta đỡ cô nằm xuống giường. Ly không chịu nằm, cô chỉ túm chặt lấy cánh tay anh ta. Xin anh đây, đừng nhốt tôi nữa, tôi sợ lắm. Cô khẽ nói, Bách còn nghe ra được tiếng nấc thút thít trong giọng cô. Ly im lặng mà khóc. Trông cô cực kỳ đáng thương, phía mắt cô lại hơi đỏ, cắn môi như thể muốn nói gì đó mà lại thôi. Bách có chút xót xa, anh ta thử sai một hơi. Em ốm rồi đấy, nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa. Bách ấn cô nằm xuống giường, kéo chân lên đắp cho Ly rồi lại bưng cái khay ra ngoài. Ngay lúc Ly cuống lên cho rằng mình tiếp tục thất bại lần nữa thì cô lại chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sực lại, không hề có tiếng khóa cửa kèm theo. Trong lòng Ly nhảy nhót, Bách đã không khóa cửa, anh ta đã mềm lòng rồi. Cô đã phải vắt óc mãi mới nghĩ ra cách này, dựa vào biểu hiện của Bách lúc cô ở bệnh viện, có vẻ như anh ta rất để tâm đến sức khỏe của cô. Một buổi chiều và tối ngầm nước lạnh khiến cô bắt đầu cảm nhẹ, không ngờ Bách lại thật sự vì thế mà bùng tha cho mình, Ly vừa mừng lại vừa cả kinh. Evan đã hẹn cô ở chỗ ngoài biệt thự một lúc một giờ. Cô chỉ còn chưa đầy một tiếng để tìm đống tài liệu kia và đem nó ra ngoài. Ly gión rén xuống giường, mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài và tìm đến phòng ngủ của Trương Thạch. Trong phòng vẫn vậy, không hề có tí xê dịch nào, chỉ bàn có vài thứ đổ vương vãi, dường như là dấu tích của vụ ẩu đả giữa Trường Thạch và đám người bắt hắn đi, mang đến viện tâm thần. Mặc dù hiện trường không quá bừa bộn, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng cảnh trường thạch bị người ta đánh rồi lôi đi, ly không khỏi có chút xót xa. Cô hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, tiến về phía trước tủ khóa kia, ngăn kéo duy nhất bị khóa lại ở đó, không có dấu hiệu bị động đến, im lìm một cách kinh dị. Ly run rẩy thò tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc chìa khóa, tra vào ổ, tay cô run đến mức không thể chọc chúng chìa khóa vào cái khe kia. Bụng cô bắt đầu nhói lên. Một cơn đau dữ dội ập lên làm cô đỏ mặt tía tai. Cơn đau quá sức chịu đựng khiến cô làm rơi cả chìa khóa xuống sàn trước khi kịp tra nó vào ổ. Sao thế này? Tại sao lại đúng lúc này xảy ra chuyện chứ? Tại sao bụng cô lại đau đến vậy? Lại còn chọn đúng lúc quá quan trọng. Ly cái răng, tầm mắt bắt đầu hơi nhòe đi. Tiêu rồi, hồi sáng nói dối là đau bụng, bây giờ lại đau thật sự. Ly không biết mình bị làm sao, cô ôm lấy bụng mình, chớp mắt vài cái để ổn định lại tầm nhìn rồi cắn sang chịu đựng nó mà hoàn thành nhiệm vụ evan đang chờ mình ly thi thào tay nắm chặt chìa khóa dứt khoát cắm vào ổ mà mở ra tâm trạng của cô có bao nhiêu hồi hộp trong tủ có thứ gì tài liệu đó là cái gì mới được cô vẫn luôn suy nghĩ và dự đoán nó cho đến tận lúc mở tủ ra cảm giác của cô như là mở ra một kho báu vậy thế nhưng cô chẳng mong chờ được bao lâu bởi ngay khi cánh cửa tủ bật mở, một khoảng trống đập vào mắt cô và làm cô sưng sốt. Trong tủ chẳng có gì. Lý hoàng hốt, sao lại không có gì? Cô gần như chui cả đầu vào trong để xem, biết đâu bên trong lại có nút bí mật nào đó, mở ra một ngăn tủ vừa cất dấu đồ quan trọng. Nhưng sự thật chỉ có thế, đây là một cái tủ bình thường, trống rỗng không có một thứ gì. Lý ngồi bề xuống sàn, hay là trường thạch nhớ nhầm rồi, cơn đau bụng của cô lại dấy lên. Cơn đau theo từng đợt khiến cô tê bút cả bụng, lan ra khỏi lưng. Cô thất vọng, thở phi phò. Vẫn còn chưa hết sừng sốt vì sự thật. Em đang tìm cái này á? À? Giọng của bác vai lên, li nhìn thấy anh ta đứng tựa lưng vào cửa, trên tay vùng vầy một chiếc bút máy bóng loáng. Đó là thứ gì? Đó là tài liệu mật mà Trường Thạch đã nói ư. Tại sao nó làm lại trong tay của bác chứ? Linh trứng mắt nhìn hắn, mặc cho cơn đau đang xâm chiếm đến từng tế bào trong cơ thể mình, cô vẫn đỡ đẫn cả người, không kịp phản ứng gì. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là cơn đau bụng bất chợt này, không phải là trong tủ kia trống không, mà là cô đã bị bách phát hiện và thứ anh ta đang cầm trên tay kia. Làm sao anh có được thứ đó? Nó là cái gì? Lý gắng gượng trong cơn đau đến tột cùng, đến mức cô chỉ muốn ngất đi. Tầm mắt mơ ảo, hình ảnh Bách trước mặt cô cũng trong tranh rung lắc. Cái này sao? Bách nhún vai, lắc nhẹ cây bút trong tay. Không biết, nhưng chắc nó chứa vài bằng chứng thuyết phục về việc anh từng biển thủ tiền trong công ty. Bách nói, thản nhiên thừa nhận việc mình đã làm ngày trước mặt ly, dù sao thì anh ta cũng chẳng còn gì phải giấu cô. Chuyện xấu xa cỡ nào anh ta cũng đã làm rồi, ngay cả lừa cô cho trường thạch, rồi còn đòi hỏi muốn quay lại muốn cô đến với mình sau lưng hắn, ngay cả giết hại cả nhà hắn, hay là tống hắn vào trại tâm thần. Chẳng còn chuyện gì khủng khiếp hơn như thế nữa. Trả cho tôi, sao sao anh lại lấy được nó? Ly luận trọng bước về phía hắn. Chết tiệt, tại sao lại cứ phải nhắm lúc này mà đau? Ly nghiến răng ngừng lên nhìn bách, ngờ vực tại sao anh ta lại có được thứ đó. Có được thứ trong ngăn tủ kia, anh ta lại lừa cô ư, Rõ ràng cô mới là người vừa tính kế cơ mà. Bách nhìn vẻ mặt hoang mang giận dữ của Ly, anh ta cảm thấy có chút đáng thương. Dường như tất cả những thắc mắc kia đều hiện hữu trong mắt của ấy vậy. Tất nhiên là anh biết em muốn gì. Sao anh lại có thể lừa em nhỉ? Em nghĩ em là ai vậy hả Ly? Bách cười cợt, anh ta giơ cây bút lên, định bẻ làm đôi. Đó là một chiếc USB. Bên trong có lưu trữ một lượng lớn dữ liệu về những gì gì mà anh ta đã làm. Lý Trừng mắt nhìn Bách, đang định bẻ đôi chiếc bút, cô hoảng hốt lao về phía Bách, vươn tay lên muốn tóm lấy nó. Không được, Lý hét lên, nhảy tới người Bách, muốn túm lấy chiếc bút kia. Lý rằng co với Bách một hồi lâu, anh ta đẩy kéo cuối cùng vẫn không thể chạm tới chiếc bút, ngược lại lại còn bị Bách kéo vào lòng, ôm chặt lại. Em nói sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Tốt nhất là em đừng có hành động gì quá phận. Nếu không thằng chồng tương lai của em cũng sẽ không được yên thân đâu. Bạch nhìn sang nói, trong mắt là hận thù, là ghen tị, là tức giận và cả thất vọng. Ly đã đau bụng đến choang váng. Cô còn không nhìn rõ được người trước mắt mình là ai. Bên tai là những lời ong ong, lời nói của bác nửa chữ cũng không nhét được vào đầu. Cô nhất định không để thua cuộc. trước bút kia là hy vọng cuối cùng của cô và Trường Thạch lì nhón chân, níu lấy vai trừng thạch. Đu người lên để giật lấy cái bút kia, bách lại rụt tay lại, lùi về sau. Lì tuột khỏi người hắn, mất đà ngã chúi về phía trước mặt. Bách hoảng hốt nhìn thấy lì ngã sấp mặt xuống, nhưng anh ta không kịp đỡ lấy cô. Một tiếng động lớn vang lên, lì ngã đập đầu vào cạnh bàn. Cô ngã vật xuống sàn, ngay lập tức một cơn đau bút nhói lan đến đỉnh đầu, cảm giác tê liệt chạy đến toàn thân. Tứ chi cô trở nên vô lực, ly cảm thấy trên đầu mình có chút ẩm ướt bách trương mắt nhìn thấy máu loang ra trên đầu cô dần dần trở thành một vũng lớn ở ngay dưới sàn gỗ anh ta sững sờ mất mấy giây mà máu trói lóa đập vào mắt bách quỳ xuống bên cạnh ly không dám chạm vào người cô ly anh ta gào lên muốn nâng cô dậy mà lại không biết như thế này có ảnh hưởng gì đến vết thương không giờ phút này ly cảm thấy cơn đau chẳng còn gì đáng sợ nữa Cô mơ hồ nhìn những hình ảnh trước mặt mình Dường như cô thấy được bố mẹ mình Những người đã bỏ cô lại Ở cái thế giới tàn khốc này mà xa đi Đang vẫy gọi cô Rồi dường như cô lại thấy bách Với mẹ anh ta, với bà Hằng Những kẻ luôn muốn đè cô dưới chân mà hành hạ Có phải như thế này sẽ tốt hơn không? Lịch thầm nghĩ Đúng là cô không nên sống nữa Cứ như vậy mà chết đi Cô sẽ vứt bỏ được mọi thứ Vứt bỏ được bao nhiêu phiền toái không có Đúng vậy như thế này thật tốt. Tòa thất cô dần dần mất cảm giác, đôi mắt ly hấp hấy một chút, cơn buồn ngủ lại ập đến lấn át tất cả những mong muốn khác của cô. Bạch đang nói gì đó, anh ta dường như đang gọi tên cô, nhưng cô cũng chẳng muốn nghe nữa. Giờ thì tốt rồi, anh ta sẽ chẳng thể lợi dụng được cô nữa rồi. Ly đột nhiên muốn vui vẻ bật cười thật to, chỉ tức là cô chẳng còn chút sức lực nào. Bạch lay người để giữ Ly tỉnh táo, anh ta gọi xe cấp cứu nhưng không chờ nổi nữa. bệnh không người bế ly lên, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Bên ngoài trời mưa khá to, cơn mưa xối xả như thể trời sắp sụp xuống, dáng xuống đầu những con người khốn khổ và khốn nạn. Evan ngồi trong xe chờ đợi. Đã là 11 giờ 15 phút. Gã đã chờ ly quá 15 phút rồi. Trong lòng gã có chút ái này. Không ngờ không chờ được nữa rồi. Evan kéo khoa áo khoác, mở cửa xe, chuẩn bị hòa vào với cơn mưa kia đột nhập vào trong nhà. Ngay lúc này, gã nhìn thấy bánh xe ra khỏi căn biệt thự, trong xe bật đèn, gã không nhìn thấy người ngồi bên cạnh là ai. Cho đến khi bước vào trong nhà, lên đến phòng của Trường Thạch, Evan mới ngỡ ngàng phát hiện ra hiện trường máu mẹ đó, cuối cùng thì gã cũng đoán được vì sao Ly lại chậm trễ đến vậy. Gã không vội, Ly đã có bách đưa đến bệnh viện, giờ này gã chạy theo cũng chẳng có tác dụng gì, Gã lượn một vòng quanh phòng, tìm kiếm xem còn có thể thấy được thứ gì đó ở đây. Hy vọng rằng bách chưa phát hiện ra thứ mà trường thạch xấu đi. Gã cũng chẳng biết nói là cái gì, chỉ biết nó lưu trữ bằng chứng quan trọng. Gã suýt nữa đã bỏ qua chiếc bút dưới gầm bàn kia, trông nó thật bình thường, chẳng có chút gì để ý tới. Nếu không phải, ngay gần đó là một vũng máu trói cả mắt, thì gã cũng sẽ không để ý mắt tới chiếc bút máy. Evan nhặt nói lên sau khi xác nhận rằng đó là một chiếc USB lão bỏ túi rồi nhanh chóng rời đi. Bạch đưa đi lên phòng cấp cứu, cho lòng anh ta như có lửa đốt. Nhìn theo cáng để cô vào phòng mổ, anh ta muốn chạy theo mà lại bị giữ lại. Bạch như điên cuồng hét thật to. Nhất định phải cứu cô ấy cho bằng được. Nếu như cô ấy chết, tôi sẽ không để yên cho mấy người yên đâu. Vị bác sĩ kia nhíu mày, chán nản nhìn người nhà bệnh nhân thị uy. Những chuyện như thế này xảy ra đã quá nhiều rồi. Anh bị giữ lại ở ngoài phòng cấp cứu. Anh ta cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại lên đèn đỏ ở cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn màu đỏ trói kia như kiểu màu máu của Lee đập vào mắt khiến anh ta sợ hãi. Evan một lần nữa trà trộn vào viện tâm thần thành công, cái đưa cho trường thạch chiếc bút, trên thân bút còn dính một chút máu nhạt nhòa. Là nó sao? Trường thạch mờ mịt hỏi, hắn không có chút ký ức nào về cái bút máy này cả. Hắn còn tưởng tài liệu kia sẽ là một mớ dễ lộn. Năm đó, Hắn đã lừa mình vì cái bút này ư. Xúc cảm lạnh lẽo từ thân bút truyền đến tay hắn. Trường Thạch run lên. Hắn không biết. Để Evan có cơ hội lấy được cái bút này thì Lý đã phải trả cái giá gì. Lý đâu? Cô ấy có bị phát hiện không? Trường thành lo lắng hỏi Evan. Hắn cứ cảm thấy có chuyện gì đó không tốt. Evan ủ rũ nhìn hắn, gã nhún vai. Cô ấy bị thương. Bách đồ cô ấy đi viện cấp cứu rồi. Đùng một tiếng đầu óc Trường Thạch như vỡ ra bị thương á sao lại bị thương trường thạch nhào xuống khỏi giường mặc kệ trên tay mình còn đang bị cắm chiếc kim truyền sắc nhọn có vẻ như bác đã yêu cầu bác sĩ truyền cho hắn thứ thuốc nào đó để anh luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ đó là một cách để an toàn kiềm chân trường thạch ở trong bệnh viện nói đi nói cho tôi biết ai đã khiến cô ấy bị thương evan bị lắc đến chóng cả mặt gã ấn trường thạch ngồi xuống giường bình tĩnh lại cho tôi evan thẳng tay vỗ mạnh lên trường thạch buộc hắn phải tỉnh táo trở lại. Cậu thế này cũng chẳng giải quyết được gì, Bách đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi. Tên khốn đó, Trường Thạch nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt làm cả cánh tay gồng lên. Tôi phải đi xem cô ấy. Evan giữ tay lại, không được, cậu không thể đi. Vất vả lắm mới án bình bất động, lấy được chiếc USB kia, gã còn chưa kịp xem trong đó có gì, gã phải bắt Trường Thạch xác nhận thông tin trước. trong mắt gã. Có khi chuyện ly bị tai nạn là một chuyện tốt, cô có thể giữ chân bách ở bệnh viện. Tại sao? Cô ấy giờ thế nào? Chúng ta cũng không biết. Cô ấy đã vì tôi mà gặp chuyện. Tại sao tôi có thể để cô ấy ở với thằng khốn đó được? Chưa thạch dường như sắp sống lên, mặt hắn đỏ bừng lên, cả người như sắp ốc bốc hỏa. Hắn đã hiểu rõ những cảm xúc này của mình là gì, hắn quan tâm cô, hắn có cảm tình với cô, hắn sợ cô buồn bực, bị thương, gặp chuyện, hắn yêu cô. Hóa ra là vậy, thứ tình yêu ích kỷ của hắn đã khiến cho cô gặp họa, nếu như hắn không bảo cô quay về căn biệt thự đó, nếu như hắn không... Mọi đau thương của cô dường như đều từ hắn mà ra, nếu năm đó hắn rút khoát hơn, nhẹ bén hơn, không để bách gây ra chuyện gì, thì đã chẳng có ai phải chết, hắn không phải sống như một kẻ ngốc nữa. Như vậy, Bách cũng không thể tìm đến ly không đem cho cô gả cho một gã điên như hắn, hắn là khởi nguồn của mọi chuyện. Trường Thạch ngồi phịch xuống giường, đời đẫn như một kẻ vô hồn. Evan bắt đầu thấy hoảng sợ trước biểu hiện này của Trường Thạch. Từ lúc sau khi bị tai nạn xảy ra, đây là lần thứ hai hắn có biểu hiện như vậy. Evan phải tay trước mặt Trường Thạch, ánh mắt không đơn lai động, mí mắt cũng chẳng chớp lấy một cái. Tất cả là tại tôi. Sao? Evan giữ người, trường tạch thay đổi nhanh chóng, gã chẳng kịp tiếp nhận và thông hiểu. Nghe này, giờ không phải lúc để cậu ủ rũ, cứ cho là cô ấy đã vì cậu mà bị thương, vậy cũng là cô ấy đánh đổi bản thân mình để lấy thứ này về cho cậu, cậu càng không được để cô ấy hy sinh vô ích. Từ lời của Evan nói như con dao sắc nhọn cứa vào vết thương lòng của Trường Thạch. Hắn đưa bút cho Evan. Mang nó đến sở cảnh sát đi. Chỗ bằng chứng biển thủ này, và cả lời thú tội trong đoạn ghi âm của điện thoại của Bách đem nộp hết cho cảnh sát. Hồ sơ vụ án năm đó phải lần lại. Tôi muốn nó phải ngồi mục tù, trả giá cho những gì nó đã làm. Chư Thạch lạnh nhạt nói, nhắc đến Bách hắn lại không còn bất kỳ cảm xúc gì nữa. Bắt đầu, hắn muốn tự tay mình xử lý tên em họ khốn kiếp này. Nào ngờ, mọi thứ đã đi quá xa so với hắn nghĩ. Avon không nói gì, đón lấy chiếc USB kia. Không kiểm tra chút nào sao? Không cần. Trương Thạch lắc đầu nếu chiếc bút kia không có gì, tôi đã chẳng đem giấu nó vào tủ, còn tầng tầng lớp lớp bảo vệ nó như thế. Evan gật gù. Trường thạch đứng dậy, dùng khăn bông lau qua vết máu ở trên tay mình. Hắn vừa lấy chiếc áo khoác ở trên tay rồi mặc vào người. Cậu còn định đi đâu? Evan định túm hắn, trường thạch gạt tay Evan ra, bộ dạng hắn hiện tại không thể nói là bốc đồng được. Tôi phải đưa cô ấy đi. Bách ở bên cô ấy ngày nào, tất cả chúng ta đều nguy hiểm ngày đó. Chu Thạch nhíu mày nói, trong ánh mắt không chỉ là lo lắng mà còn có chút nguy hiểm, sao lạnh đến đáng sợ. Evan không khỏi dùng mình. Ly nằm trên giường bệnh, trên tay cắm đủ thứ ống truyền, trên đầu quấn băng gạc trắng nuốt, trước mặt treo một cái máy thở, tiếng máy đo nhịp tim, nhịp thở và lên đều đặn, mùi thuốc sát trùng quần quanh trong không khí, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác được gì hết. Ly giống như đang bị hút vào trong một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, cô bị nhốt ở nơi tối om, Xung quanh không có dấu hiệu gì ngoài một khoảng không đen xì. Cô cứ lửng lơ ở nơi nào đó, không biết nên đi về đâu. Cô nhìn bối xung quanh, trong không gian đền ngòm này chỉ vang vẳng lại tiếng cười của Trương Thạch và rồi lại có một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Cô không phải vợ, giống như một người hầu kẻ hạ, chấp nhận trôn thân ở đây mà chăm sóc cho thằng chồng buông ngốc của cô đi. Đó là tiếng của bà Hằng. Tốt nhất là em nên nghe theo lời anh, bằng không hậu quả em tự chịu nhá. Như em nói, anh là thằng khốn, chuyện gì anh cũng làm được đấy. Rồi đến lời đe dọa của Bách. Những lời đó cứ to dần to dần khiến cô nhức hết cả tay. Cầm hết đi. Ly muốn hét lên như thế. Cô mở miệng gào lên nhưng lại thấy mình không phát ra được tiếng. Sau đó cô nghe thấy giọng nói của chính mình phẳng phất lại. Cô nên chết đi. Đừng sống như thế này làm gì nữa. Sống cũng chỉ làm con chó cho họ chơi đùa. Sống để làm gì khi người ta cứ làm hại cô ly run lên cả người cô sẽ dụa muốn bỏ chạy khỏi nơi đây nhưng cứ như có bàn tay vô hình nào đó nắm túm cô lại lôi kéo cô một cái thật mạnh lần này lại là một thế giới màu trắng xóa có tiếng động vang lên ly nhận ra đó là tiếng của trường thạch cô nhớ đến gương mặt ngây ngốc của hắn trong thoáng chốc những hình ảnh về tháng ngày bên hắn vui vẻ như sợi lại tầm trí cô Trường thạch đang hạnh phúc có lẽ thế ly mỉm cười Tốt nhất là cô nên chôn thân ở cái thế giới ảo tưởng này, vĩnh viễn không nên tỉnh lại nữa. Cô đã quyết định như vậy. Ly đã qua khơn nguy kịch sau mười mấy tiếng cấp cứu, được đưa vào đây theo dõi. Đáng lẽ ra chẳng có gì đáng ngại, nhưng có thể cô lại bắt đầu co giật, bác hoảng hốt gọi bác sĩ tới. bác cục đầu ngoài phòng bệnh, anh ta bắt đầu ân hận, anh ta bắt đầu nhận ra mình đã làm những chuyện khốn nạn. Lúc này anh ta chẳng thể quay đầu được nữa, anh ta đã biết dù mình có trả giá thế nào thì Ly cũng sẽ không thể lập tức khỏe lại. Mà dù có khỏe lại, cô cũng sẽ không bao giờ ở bên cạnh hắn. Một lúc sau, bác sĩ thông báo Ly đã tạm thời ổn định. Nguyên nhân của cơn co giật không xác định được, nhưng có vẻ nó liên quan đến tâm trạng của bệnh nhân. Tôi rất tiếc phải thông báo một tin. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể không bao giờ tỉnh lại. Vậy, vậy là sao? Bách hoàng màng hỏi lại anh ta đã biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn một lời xác thực từ miệng của bác sĩ bệnh nhân không hoàn toàn có dấu hiệu muốn tỉnh cô ấy không muốn đấu tranh với số mệnh nữa bác sĩ thử dài cậu trai à tôi không biết đã xảy ra chuyện gì giữa các cô cậu nhưng có vẻ tinh thần cô gái ấy đã bị ảnh hưởng rất nặng vậy phải làm sao tôi phải làm gì bác sĩ lắc đầu chính ông cũng không biết người đàn ông này có thể làm gì cho cô gái kia cậu phải chuẩn bị tinh thần tôi nghĩ cô ấy sẽ sống thực vật một thời gian dài. Bác sĩ nói rồi rời đi, bỏ lại Bách đứng như một thằng ngốc trước cửa phòng bệnh. Và đúng lúc cũng là Trường Thạch tới đã nghe tất cả những gì mà bác sĩ đã nói. Ly, người hắn yêu, sẽ không tỉnh lại nữa. Trường Thạch lao đến trước mặt Bách. Hắn kiềm chế hết sức mình để không chút giận lên người đang đứng như trời trồng ngay trước mặt mình. Ông ấy vừa nói gì? Trường Thạch run rời hỏi Bách bách ngừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn trường thạch hắn không xa tay ngược lại bách mới là kẻ không giữ nổi cảm xúc mà nổi điên lên anh ta túm lấy áo trường thạch mày có dám đến đây mà hỏi á à? mày biết sao bác sĩ vừa nói gì mày không nghe được sao ông ta nói Ly sẽ không tỉnh lại nữa cô ấy sẽ sống thực vật như thế thì có khác gì người chết đâu chứ bách cào lên anh ta đem tất cả cảm xúc tiêu cực cho lòng mình đổ hết lên đầu trường thạch thậm chí bản thân anh ta cũng không biết việc ly xảy ra chuyện là do ai gây ra. Ngày giây phút nhìn thấy Trường Thạch, mọi tức giận hoang mang, khổ sở, anh ta đều muốn đổ lên đầu hắn. Mày còn dám vác mặt đến đây? Mày muốn làm cái gì? Bách sống lên, Trường Thạch quen cho anh ta một cái nhìn lạnh nhạt và đau thương. Đưa ly ra xa khỏi mày. Lời khẳng định đầy dứt khoát của Trường Thạch như một mũi tên đâm thẳng vào trong tim Bách, xoáy sâu vào băn khoăn về chính tội lỗi mà anh ta đã gây ra bách không hẳn là tình gia, mà anh ta hiểu rõ ràng, phải chính mình mới là người khiến Ly phải nằm trong bệnh viện. Nhưng bách không cam tâm, Ly là của anh ta cơ mà, Trường Thạch là ai mà dám động vào cô ấy? Bách tức giận, không biết là giận Trường Thạch hay là giận chính mình. Bách cắn răng, vùng tay lên đóng vào mặt Trường Thạch. Cầm mồm! Trường Thạch chẳng tránh né, hắn đứng yên để Bách xả giận lên người mình, Khuôn mặt đầy, gầy và tăm tối, đi vì khổ sở kia trong mắt đã thêm vài vết bầm tím. Trường Thạch cũng tự trách mình chẳng khác gì Bách. Mày là thằng khốn, mày đã có tất cả mọi thứ. Bách tiếp tục hạ những cú đấm như dáng trị xuống mặt Trường Thạch. Chính mày, chính mày đã khiến cô ấy bị thương. Nếu mày không lợi dụng ly, cô ấy đã chẳng gặp chuyện. Nếu không phải vì mày, cô ấy đã không đối đầu với tao. Bách đánh người đến điên cuồng mua bàn tay anh ta dính đầy máu loãng từ miệng và mũi của Trường Thạch. Bách thở hồng hộc, ngừng lại, ngồi thụp xuống sàn. Anh ta cũng đau đớn đến nghẹn thở, giọng hắn run bần bật như sắp khóc. Anh ta ôm lấy mặt mình, thì thảo rất khẽ, như thế là tuyệt vọng lắm rồi. Mày dựa vào đâu mà đòi đưa cô ấy đi? Trường Thạch vùng tay lên lo máu trên mặt mình, trên ống tay áo của hắn còn dính lại một mảng máu đỏ, trông thật sự khiếp sợ. Mày không còn đường lui nữa, tỉnh lại đi hắn chỉ nói một lời nhẹ bẫng, chuyện của Bách hắn thật sự không muốn quan tâm nữa. Vừa nhìn thấy người con gái hắn yêu thương đang nằm trên giường bệnh, khóc người cắm để ống truyền, cho phòng và lên tiếng tít tít của đủ loại máy móc, không gian phẳng phất đến nặng nề. Trời Thạch ngồi xuống bên cạnh Ly, hắn muốn nắm lấy tay cô, muốn gọi cô dậy, nhưng nhìn bàn tay bẩn thỉu đầy máu đỏ kia của mình, hắn không dám chạm đến cô. Tôi xin lỗi, tại tôi mà em phải nằm đây. «Có lẽ em sẽ ghét tôi lắm nhỉ?» Trời Thạch khẽ thì thầm, hắn chẳng hiểu sao mình lại bật cười thế này. «Xin em đây, đừng ngủ mãi như thế. Em ghét tôi sao cũng được, em hận tôi không sao, nhưng hãy tỉnh lại được không? Tỉnh dậy mà trả thù tôi đi này!» Trời Thạch cục đầu xuống thành giường, hắn không còn đủ can đảm để tiếp tục nhìn cô nữa. Không biết thời gian đã quá bao lâu, dường như là đã gần đến sáng, anh ta có thể nghe thấy tiếng chim xà xích ở ngoài vọng tới chẳng có một chút hy vọng nào dành cho anh ta hết. Ngay cả tiếng chim buổi sáng sớm cũng ủ sụ đến thế. Điện thoại của Bách và lên màn hình làm anh ta bừng tỉnh. Mẹ! Bách thì thào, hoàn toàn không có chút sức lực nào nữa. Ra sân bay ngay đi, mẹ đã làm thủ tục xong hết rồi, còn phải đi mò lên trước khi quá muộn. Để làm gì? Bách hỏi, anh ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tất cả bằng chứng phạm tội của con đều đã đưa lên tòa hết rồi, họ sẽ đến bắt con sớm thôi, con phải moi lên đi. Bạch ngỡ ngàng, trong khi anh ta ngồi thẫn thờ ở đây, chờ đợi một người chồng vô vọng, chờ đợi một cơ hội vốn dĩ sẽ không bao giờ đến với mình. Bạch đứng dậy, đôi chân quỳ ở dưới sàn lạnh một đêm đã tê cứng. Anh ta lê đến trước cửa phòng bệnh, nhìn vào trong. Trời thạch vẫn ủ rũ bên cạnh ly, còn cô vẫn cứ nằm đó. Ống thở luôn mở đi vì hơi nước. Anh ta đặt tay lên cửa kính, nửa muốn chào tạm biệt, nửa không. Còn còn làm gì nữa? Mau như lên! giọng nói đầy lo lắng và thúc giục của mẹ anh ta vang lên trong điện thoại. Còn biết rồi. Bách nói, cúi đầu rời khỏi bệnh viện, chỉ vừa mới bước đầu đến hành lang, anh ta đã bị Evan và cả người của gã bảo vệ lại. Anh không còn đường chạy thoát nữa đâu, chấp nhận đi. Evan lạnh lùng nói, ra hiệu cho người của mình sâu lên, túm lấy Bách. Lúc này, ở sân bay, bà Hằng cũng nghe được toàn bộ những lời mà Evan nói. Điện thoại của Bách vẫn chưa tắt đi, Bà nghe được một loạt âm thanh, những tiếng bước chân sột soạt và rồi chiếc điện thoại chiếc điện rơi xuống đất, những tiếng động kia dần xa rồi biến mất. Bà hằng đờ cả người, mọi thứ đã không kịp nữa rồi. Bà đứng tấn thờ một chỗ tại sân bay hồi lâu, cho đến khi thông báo về chuyến bay của bà đã vang lên, cho đến khi chuyến bay đó cất cánh, từng làn đen tối của bà và con trai dường như đã khép lại hoàn toàn khi bỏ lỡ chuyến bay này rồi. Mấy ngày sau đó, Trường Thạch chỉ ở bên cạnh Ly, nói chuyện với cô, chăm sóc cho cô. Thậm chí hắn còn chẳng thèm đến phiên tòa để nghe lời buộc tội bách và mẹ anh ta. Hắn giao tất cả mọi thứ cho Evan. Trường Thạch dùng khăn giấy lau cho Ly, khém chăn cẩn thận. Những ngày qua hắn đã nói với Ly không biết bao nhiêu chuyện, nhưng phản ứng của cô cũng không có gì. Em còn không chịu tỉnh lại sao? Em bắt tôi phải đợi đến khi nào đây? Trường Thạch thừa dài. Dù sao thì tôi cũng sẽ đợi, tôi sẽ đợi em. Dù có mất cả đời tôi cũng sẽ đợi em, đừng bỏ tôi lại một mình có được không? Trong giấc mộng, Lý vẫn đang nhốt mình ở nơi tối tăm, không chút ánh sáng nào kia. Cô ngồi bò gối giữa không gian ấy, cho đến khi một bàn tay chạm vào vai cô, đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mông lung. Lý ngẩng đầu lên, cô thấy bố mẹ mình trước mặt, những người mà đã quá lâu rồi cô không còn được thế nữa, những người mà cô còn khi quên mất dung mạo của họ trống như thế nào. Khi bố mẹ xa đi, Ly đã nghĩ rằng trên đời này không còn ai cần mình nữa. Cô muốn nắm lấy tay mẹ mình, cô nghĩ rằng ba tới để đưa cô đi xa khỏi đây, thế nhưng bà lại rụt tay về. Ly sừng sốt, tại sao chứ? Ngay cả lúc này bố mẹ cũng vẫn không cần cô ư. Mẹ cô chỉ khẽ mỉm cười. Không phải bố mẹ bỏ rơi con, đừng cảm thấy có lỗi nữa, con xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc cho nên hãy quay về đi hãy đến bên người đàn ông kia hãy hưởng thụ tình cảm mà đáng ra con nên nhận có cậu ta đang đợi con đấy giọng của mẹ cô vang lên trong không gian rồi hình ảnh bố mẹ cứ xa dần họ biến mất ly chậm rãi bước về nơi đó càng đến gần ánh sáng càng lớn dần cô bắt đầu nghe thấy tiếng gọi của trương thạch vừa đau đớn lại vừa buồn bã em bắt tôi đợi đến khi nào đây tôi sẽ đợi em dù có mất cả đời tôi cũng sẽ đợi Đừng bỏ tôi lại một mình có được không? Ly tròn tỉnh, đôi mắt cô mở bừng, có chút không kịp tiếp nhận ánh sáng chói lòa của hiện thực. Cô nhìn thấy Trường Thạch đang ngồi bên cạnh mình, nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của hắn, nhìn thấy đôi mắt vương giọt nước mềm mại và xót xa. Hóa ra, việc cô nằm mãi ở đây chỉ khiến chán khổ sở đến như thế. Trường Thạch nhìn thấy Ly đã tỉnh, hắn mừng như điên, quăng chiếc khăn trong tay đi mà trồm đến phía cô. Em tỉnh rồi, em tỉnh thật rồi, Ly em có nhận ra tôi không? Lý trở mắt nhìn hắn, cả người cô không cử động được, có lẽ là do nằm quá lâu, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trương thạch muốn gọi bác sĩ tới kiểm tra, nhưng Lý đã vội vàng lắc đầu, cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thể cất ra tiếng. Trương thạch lấy cho cô một cốc nước, sau khi uống nước xong, Lý cảm thấy cổ họng bóng sách của mình đã dịu đi rất nhiều, cô thì tháo hỏi Trương thạch. Mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Ừ, kết thúc rồi, em cũng tỉnh rồi. Ly không ngờ, Ly không cho hắn gọi bác sĩ, cô đoán mình đã nằm đây một thời gian dài. Cuối cùng, hắn thở phào một hơi, giọng vẫn không giấu được sự xuân sẻ và kinh ngạc. May quá, em tỉnh rồi, tôi còn tưởng em sẽ bỏ rơi tôi. Xin lỗi, Ly cúi đầu, cô nắm lấy tay trường thạch, khẳng định rõ ràng, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa đâu. Ly nói, nước mắt ngước mắt nhìn hắn, cảm giác bị bỏ rơi này, cô hiểu quá rõ, cô đã sống một mình và cô độc quá lâu rồi. Cô có thể hiểu được Trường Thạch sẽ cảm thấy như thế nào. Cô đã từng có ý định sẽ bỏ đi sau so khi tất cả mọi chuyện kết thúc. Nhưng lúc này, khi thấy Trường Thạch thế này, cô không sỡ nổi khỏi hắn. Ly mỉm cười với hắn, đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ biết bao. Phải rồi, cô nên ở lại, bù đắp lại những thiếu sót về tình cảm của hắn và của chính mình. Cô dướn người ôm lấy cổ Trường Thạch cũng vào chán hắn. Cảm giác bình yên ấy bao bọc lấy cả hai người, tràn ngập trong căn phòng đầy mùi thuốc và màu trắng toát, xóa tan không khí ảm đạm thường trực ở nơi đây trong suốt thời gian qua. Quý thính giả thân mến, thế là tập cuối cùng của bộ truyện Dục vọng đàn bà đã kết thúc ở đây rồi với một cái kết thật tốt đẹp cho cả hai người. Và quý vị ơi, để không để bỏ lỡ những câu chuyện hay hấp dẫn tiếp theo trên kênh, quý vị hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Diệp nha. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại và chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật yên lành.